quý khách, Office Sài Gòn của chúng tôi đang có mặt trước tòa nhà MB Building nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích cho thuê linh hoạt cùng giá thuê hấp dẫn, chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn hấp dẫn mà quý doanh nghiệp không thể bỏ qua. Ngay bây giờ xin kính mời quý khách cùng chúng tôi tham quan tòa nhà. Tòa nhà văn phòng MB Building tọa lạc tại mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11. Đây là trục đường chính nối liền giao thông sang các quận, quận 1, quận 3, quận 10, với đầy đủ các loại hình dịch vụ, hành chính, ngân hàng. Việc đặt văn phòng tại MB Building giúp quý khách thuê dễ dàng trong việc đáp ứng các nhu cầu ẩm thực, mua sắm, giải trí, giao dịch tài chính, v.v. Tòa nhà văn phòng MB Building có thiết kế đơn giản, hiện đại, sảnh lễ tân, khu vực đón khách hàng và lối đi được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, tạo không gian chuyên nghiệp và sang trọng. MB Building có kết cấu xây dựng gồm 2 hầm, 1 trệt, 12 tầng, cung cấp hơn 6.600m² diện tích cho thuê văn phòng tại quận 3. Quý doanh nghiệp có thể thuê nguyên sàn với diện tích 510m² hoặc chia nhỏ thành các diện tích như 60, 100, 150 và 250m² tùy theo nhu cầu sử dụng. Văn phòng MB Building được thiết kế tinh tế, độc đáo, sử dụng hệ thống kính bao che, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cách nhiệt, cách âm tốt sẽ đem đến cho khách hàng một không gian làm việc thoáng đãng, thỏa sức sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, tòa nhà còn được thiết kế chuyên nghiệp, tường vách cách âm, chắc chắn đảm bảo sự tĩnh lặng, riêng biệt của từng công ty khác nhau trong tòa nhà. Độ cao của trần nhà đạt kích thước chuẩn, mang đến sự thông thoáng cho không gian văn phòng. Tòa nhà có thiết kế nguyên khung, các cột được đưa vào sát vách, tạo nên một không gian phẳng và rộng, thích hợp cho việc có thể chia nhỏ văn phòng một cách linh hoạt. Sàn văn phòng sử dụng gạch men cao cấp nhất, màu sắc hài hòa, chống trơn trượt, cho bạn cảm giác an toàn khi đi lại. Tòa nhà MB Building còn được trang bị nội thất hiện đại, tiện nghi cho khách thuê văn phòng, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Tòa nhà được trang bị hệ thống thang máy hiện đại, đảm bảo an toàn khi vận chuyển. Hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí Mitsubishi hiện đại, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, lối thoát hiểm khẩn cấp được bố trí ở mỗi tầng. Với ưu điểm về vị trí và các tiện ích cho thuê văn phòng, MB Building hứa hẹn sẽ đồng hành cùng mọi doanh nghiệp bước đến thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về tòa nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá thuê, các bạn hãy liên hệ ngay với Office Sài Gòn theo hotline 0987110011 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website www.officesaigon.vn để được hỗ trợ tư vấn. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Office Sài Gòn để nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Office Sài Gòn cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987110011.